Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 22 tháng 8, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một vài thông tin liên quan tới trang bị của quân đội Nga trong cuộc chiến tranh Ukraine. Trong những ngày qua, bán đảo Crimea liên tiếp trở thành tâm điểm của cuộc chiến, mặc dù chiến sự miền đông Ukraine vẫn đang căng thẳng. Tuy nhiên, sự kiện căn cứ không quân Nga bị cháy nổ, liên tiếp một loạt các vụ phá hoại kho đạn và đặc biệt là vụ không kích bằng UAV vào trụ sở Bộ Tư lệnh Hạm đội biển đen ở Sevastopol vào ngày 20 tháng 8 đã khiến bán đảo vốn yên bình kể từ đầu cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Do đó, nhất cử nhất động của lực lượng vũ trang Nga tại bán đảo Crimea đều được giới phân tích theo sát. Và mới đây, họ đã phát hiện một điều kỳ lạ xuất hiện trên bờ biển của bán đảo này. Trong những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội Twitter đã đăng tải các video và hình ảnh cho thấy dường như Hải quân Nga đã tái trang bị thủy phi cơ Be-12. Ít nhất, một đoạn phim đề ngày 16 tháng 8 cho thấy một trong những loại thủy phi cơ lớn nhất thế giới có biệt danh Tê-chai-ca hay còn gọi là chim mòng biển bay rất thấp trên bờ biển nơi có rất đông người đang nghỉ mát. Một hình ảnh khác có vẻ là ảnh chụp màn hình một video cũng cho thấy vật thể lạ giống như Be-12, vị trí được chụp nằm ở vịnh Donulap, tây bắc bán đảo Crimea. Thực ra, việc Hải quân Nga còn lưu trữ trong tay những chiếc Be-12 ở Crimea không phải là điều quá bí mật. Các hình ảnh vệ tinh được chụp lại sau khi căn cứ không quân Saki bị cháy nổ hôm 9 tháng 8 đã cho thấy có ít nhất 2 chiếc Be-12 đang đậu ở đó. Thật may, nó đã tránh được số phận đau đớn của ít nhất 10 chiếc Su-30SM và Su-24M bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị phá hủy trong một sự cố đầy bí ẩn. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng 2 chiếc Be-12 ở Saki đã không còn hoạt động từ lâu và rất có thể chúng vốn thuộc sở hữu của quân đội Ukraine sau khi Nga kiểm soát căn cứ này vào năm 2014. Mặt khác, địa điểm thường trú của máy bay Be-12 thuộc biên chế Hải quân Nga là căn cứ không quân Kacha nằm gần căn cứ Hải quân của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, Crimea. Kacha là căn cứ của Trung đoàn Hàng không Hỗn hợp Độc lập số 38 thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen. Đơn vị này trang bị một số lượng nhỏ Be-12, trực thăng K-27, K-29 làm nhiệm vụ tác chiến chống tàu ngầm, tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn, tấn công đổ bộ. Ngoài ra, còn có một phi đội máy bay vận tải và cứu hộ với 2 chiếc AN-26 cùng các trực thăng Mi-8. Trung đoàn 38 hiện cũng chịu trách nhiệm vận hành một phi đội UAV Fopop. Tuy nhiên, số lượng Be-12 của Hải quân Nga ở Kacha cũng khá bí ẩn, hầu như chỉ nhìn thấy từ ảnh vệ tinh với chừng 4-5 chiếc và không rõ tình trạng sử dụng. Cần biết rằng, những chiếc thủy phi cơ Be-12 ra đời từ những năm 60 của thế kỷ trước đã là công dân cư trú rất lâu ở bán đảo Crimea trong dòng chảy lịch sử đầy biến động của khu vực này. Sau khi Liên Xô tan rã, hạm đội Biển Đen được phân chia cho Hải quân Nga và Ukraine với những chiếc Be-12 được phân chia cho cả hai bên. Với việc Ukraine đồng ý rằng Nga có thể tiếp tục sử dụng các cơ sở hải quân ở bán đảo Crimea theo một thỏa thuận cho thuê, các máy bay Be-12 vẫn nằm ở Kacha. Trước năm 2014, đây là một trong hai căn cứ không quân lớn của Hải quân Nga bán đảo, căn cứ còn lại nằm ở Gvardeyskoye. Mọi thứ thay đổi đáng kể từ khi Nga kiểm soát Crimea với việc Moscow thành lập các đơn vị mới và di rời phi đội tiêm kích từ Gvardeyskoye tới Saki. Tuy nhiên, trong các đơn vị tiêm kích của Nga đóng tại Crimea đang hàng ngày cất cánh để thực hiện các phi vụ tấn công ở Ukraine, thì giá trị quân sự của những chiếc Be-12 trong cuộc xung đột này hầu như không tồn tại. Đó là lý do sự xuất hiện của nó khiến người ta cảm thấy lạ lùng. Be-12 là một trong những thiết kế thủy phi cơ khổng lồ của cục thiết kế BRF huyền thoại, nơi tạo ra những con thủy quái bay khổng lồ, đáng sợ dưới thời Liên Xô. Mẫu máy bay cất cánh lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1960 và bắt đầu chuyển giao cho các đơn vị hải quân Liên Xô vào năm 1964. Thiết kế máy bay thuộc hàng độc đáo thời bấy giờ với phần cánh trông giống cánh chim Hải Âu và đuôi có dạng 3 nhánh. Phần đuôi kéo dài ra, có 2 cánh đuôi xếp thẳng đứng, đối xứng. Với chiều dài cánh lên tới 29m, người ta đã phải trang bị thêm 2 phao nổi để tạo sự ổn định khi cất hạ cánh. Kết cấu trên giúp máy bay có thể bay lượn dễ dàng, đặc biệt là trong điều kiện hoạt động trên biển, tương tự như loài Hải Âu, một loài chim biển. Phần thân máy bay được chia làm 10 khoang với vách ngăn kín nước. Theo nhà sản xuất, trong trường hợp bị thủng vài khoang, máy bay vẫn có thể nổi. Máy bay có kích thước khá lớn, dài 30,11m, cao 7,94m, trọng lượng rỗng 24 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 36 tấn. Để nâng con quái vật này, người ta đã trang bị cho nó 2 động cơ tua bin cánh quạt AI-20D cho tốc độ tối đa 530 km/h, tầm bay 3.300 km, trần bay 8.000 m. Tuy nhiên, để vận hành nó, chỉ cần phi hành đoàn 4 người với 2 phi công ngồi trên cabin chính và 2 người còn lại, gồm sĩ quan Hoa Tiêu, cộng vô tuyến, ngồi ở mũi kính phía dưới. Tổng cộng, có 140 chiếc được sản xuất và trang bị cho toàn bộ các hạm đội của Hải quân Liên Xô lúc bấy giờ. Trong số đó, có 130 chiếc được sản xuất với vai trò trinh sát, chống tàu ngầm, được trang bị hệ thống phát hiện tàu ngầm hiện đại
bao gồm radar trinh sát mặt nước ở mũi, hệ thống đo tử tính ở đuôi, phao thủy âm vô tuyến, các hệ thống xử lý tín hiệu và định vị. Dĩ nhiên, với kích thước lớn như vậy, nó có thể mang vũ khí với khoang bom trong thân và 4 điểm treo trên cánh, cho phép mang tổng cộng 1,5 tấn vũ khí bao gồm bom, ngư lôi, thủy lôi. Nhưng với việc Hải quân Ukraine hiện không có tàu ngầm trong biên chế, giá trị của một chiếc thủy phi cơ đã rất cũ là một câu hỏi lớn. Hơn nữa, các tàu ngầm hiện đại của thế giới phương Tây, kể cả có tiến vào Biển Đen thì không dễ để phát hiện chúng, kể cả với máy bay hiện đại. Người ta khó tưởng tượng rằng thiết bị điện tử ống chân không của máy bay được nâng cấp lần cuối vào giữa những năm 70 liệu có ích lợi gì trong việc tìm kiếm các tàu ngầm diesel điện được trang bị động cơ AIP của NATO hay các tàu ngầm hạt nhân tiên tiến. Đó là chưa kể, theo luật pháp quốc tế, được các bên thỏa thuận ở vùng Biển Đen vốn khá nhỏ bé, việc các nước đưa tàu chiến vào vùng biển này không phải là chuyện dễ dàng. Công ước Montreal năm 1936 hạn chế loại tàu và số lượng tàu mà các quốc gia không ở khu vực Biển Đen có thể đưa tới khu vực này. Thời gian lưu lại khu vực này cũng không quá 21 ngày và Thổ Nhĩ Kỳ phải được cảnh báo trước về bất cứ chuyến di chuyển nào ra và vào Biển Đen. Những hạn chế này có lợi cho Nga và cản trở những gì Mỹ có thể làm trong khu vực. Chỉ 3 tàu khu trục lớp Erebus của Hải quân Mỹ được phép tới Biển Đen cùng lúc. Trong khi đó, là quốc gia có chủ quyền ở Biển Đen, Hải quân Nga coi nơi này là sân nhà của mình. Các quốc gia thành viên NATO có quyền lợi ở vùng biển này lại quá yếu ớt, ví dụ như Rumania chỉ có 10 tàu hộ vệ và 1 tàu ngầm cũ, Bulgaria có 7 tàu hộ vệ cùng một số tàu hỗ trợ. Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng hải quân quy mô và năng lực đáng kể trong NATO, nhưng mối quan hệ nồng ấm với Nga và bất hòa với NATO đã làm dấy lên sự nghi ngờ về những cam kết của Ankara với liên minh quân sự này. Sau cùng là hải quân Ukraine thì coi như không đáng tính tiền, khi ngay từ đầu cuộc chiến, toàn bộ lực lượng tàu mặt nước coi như tự xóa sổ, xoáy hạm thì tự đánh chìm, một vài tàu pháo thì bị bắt sống. Vậy, rốt cuộc vai trò của BA-12 ở đây là gì? Tại sao người Nga tốn công hồi sinh mẫu máy bay bị coi là lỗi thời và phải nghỉ hưu từ lâu? Theo đánh giá của các nhà phân tích tạp chí The War Zone, khả năng trinh sát biển của BA-12 có thể vẫn còn hữu ích. Các hệ thống radar có thể cung cấp khả năng nhận thức tình huống trên bờ biển, cũng như phát hiện tàu chiến NATO đi vào Biển Đen và kính tiềm vọng của tàu ngầm. Ngoài ra, BA-12 có thể hữu ích trong việc phát hiện các lực lượng người nhái của Ukraine có thể bí mật xâm nhập bán đảo Crimea từ hướng biển. Có những đánh giá cho rằng các vụ phá hoại kho đạn căn cứ hải quân Nga ở Crimea có sự liên hệ nhất định tới các lực lượng đặc biệt của Ukraine. Hơn nữa, BA-12 có thể thực hiện các nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dọc bờ biển. Trong bối cảnh hiện tại, nó có thể thực hiện việc giám sát tàu bè, giao thông đường biển để hỗ trợ hoạt động phong tỏa cảng biển Ukraine. Có thể hữu ích hơn là phiên bản BA-12PS, phiên bản tìm kiếm cứu nạn của dòng máy bay này về việc bổ sung thiết bị y tế và cứu hộ, bao gồm một chiếc xuồng có thể thả từ trên không. Trong vai trò này, BA-12PS chở tối đa thêm 13 người sống sót. Và những thảm kịch gần đây, đặc biệt là vụ chìm tàu tuần dương Moskva cho thấy nhu cầu về máy bay trinh sát, tìm kiếm cứu nạn là rất thực tế. Một báo cáo vào năm 2018 của tạp chí Air Force Monthly cho biết, trong số 7 chiếc BA-12 còn lại của Hải quân Nga, 4 chiếc thực sự thuộc phiên bản cứu hộ, 1 chiếc kiêm nhiệm 2 vai trò. Thành phần hạm đội hiện tại thì không rõ ràng, nhưng có thể vẫn còn máy bay cứu hộ. Dĩ nhiên, bất kỳ chiếc BA-12 nào cũng sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt về khu vực mà nó có thể hoạt động. Với tốc độ 500 km/h, khả năng cơ động thấp, không có hệ thống phòng vệ hiện đại, bao gồm cả mồi bẫy nhiệt, khiến nó gặp nhiều nguy hiểm với phòng không không quân Ukraine. Với việc quân đội Nga cho tới nay chưa chiếm hoàn toàn ưu thế trên không ở Ukraine, những chiếc máy bay như BA-12 dễ gặp nguy hiểm nên sẽ không mạo hiểm bay quá xa căn cứ, kể cả khu vực Biển Đen rộng lớn. Những diễn biến gần đây cho thấy những chiếc BA-12 và các máy bay khác của Hải quân Nga có thể gặp rủi ro lớn trên mặt đất. Thật vậy, trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine vào ngày 17 tháng 8 đã cho biết, ít nhất 24 máy bay cánh bằng và 14 trực thăng Nga đã di tản khỏi Crimea sau một loạt các vụ nổ ở căn cứ. Cũng có dự đoán rằng BA-12 có lẽ sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ vận tải hạng nhẹ và chuyển tiếp liên lạc giữa các căn cứ ở Crimea. Mặc dù vậy, nhiệm vụ này xem ra hợp với các máy bay AN-26 hơn. Bên cạnh đó, dù ít khả năng, nhưng người ta cũng không loại bỏ việc BA-12 có thể đóng vai trò thực hiện các cuộc không kích bờ biển Ukraine. Tuy nhiên, điều này chỉ thực tế với các mục tiêu không bị che khuất, đòi hỏi chuyến bay thẳng, bay ban ngày, ném bom không điều khiển. Rất có thể, số ít BA-12 của Nga đang thực hiện các cuộc bay huấn luyện thường lệ trong khu vực địa phương để phục vụ một số hoạt động hỗ trợ cơ bản. Các hoạt động này liên quan tới việc bay thả mục tiêu tập bắn cho các đơn vị phòng không cả trên bộ và trên tàu. Bất chấp những hạn chế lớn về tính năng, không quân Hải quân Nga vẫn đang mắc kẹt với những chiếc BA-12 của mình. Sau khi Liên Xô tan rã, 55 chiếc BA-12 vẫn còn hoạt động trong Hải quân Nga và thực sự ngừng hoạt động vào năm 1992. Nhưng trên thực tế, một số lượng nhỏ BA-12 vẫn còn duy trì từ đó tới giờ. 4 trong số 5 chiếc BA-12 nằm trong báo cáo là vẫn còn hoạt động, đã trải qua các đợt đại tu lớn từ năm 2012 đến năm 2013,
trang bị mới động cơ và cánh quạt, đại tu khung thần. Sau đợt này, các máy bay BA-12 đã có thể hạ cánh trên mặt nước. Mặc dù không rõ tần suất thực tế là bao lâu, đặc biệt là việc cất hạ cánh trên mặt nước tạo ra ứng suất lớn hơn nhiều cho khung thần máy bay. Việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 đã giúp họ có thêm cơ sở vật chất để duy trì phi đội BA-12 khi mà nhà máy đại tu BA-12 từ thời Liên Xô nằm tại Crimea. Dĩ nhiên, sẽ có câu hỏi tại sao Nga vẫn giữ BA-12? Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ họ thiếu các máy bay trinh sát chống ngầm tầm xa. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga thực tế đã không sản xuất mới bất cứ mẫu máy bay chống ngầm nào và vẫn sử dụng 21 chiếc IL-38, 24 chiếc Tu-142 cho tất cả các vùng biển rộng lớn của mình. Các máy bay này được ưu tiên cho các đại dương lớn như Thái Bình Dương, Biển Baltic, Biển Bắc. Trong khi ở Biển Đen, với lực lượng hải quân nhỏ yếu xung quanh, họ chỉ trang bị tới trực thăng K-27 theo tàu chiến thì cũng gọi là tạm. Nhưng tình hình tới đây, khi NATO tăng cường hoạt động ở vùng biển nhỏ này, mọi thứ sẽ trở nên khá căng thẳng. Do đó, có lẽ cần thiết phải có máy bay giám sát tầm xa, hoạt động dài hơi trên trời như BA-12. Trước khi kết thúc câu chuyện ngày hôm nay, có một điều đặc biệt muốn chia sẻ với các bạn. Hải quân Nhân dân Việt Nam từng là một trong các bên sở hữu thủy phi cơ BA-12. Khi chúng ta thành lập Trung đoàn Không quân Hải quân 954 vào năm 1981, Liên Xô đã cung cấp một số trực thăng săn ngầm K-25, sau này có K-27 và nhất là 4 chiếc thủy phi cơ BA-12. Số BA-12 này với tầm bay xa 3.000 km xuất phát từ căn cứ Cam Ranh rất phù hợp để tuần tra trinh sát quần đảo Trường Sa, cứu hộ cứu nạn. Và thực tế, ta đã thực hiện các chuyến bay bằng BA-12 xa Trường Sa, nhưng chỉ vài năm thì thiếu phụ tùng thay thế nên dừng bay. Theo các cựu chiến binh không quân, toàn bộ 4 chiếc BA-12 này ta đã trả lại Liên Xô vào cuối những năm 80. Các phi công bay BA-12 hầu hết đều giải nghệ, chuyển nghề. Thông tin hoạt động của lực lượng này rất ít, ngay cả lịch sử quân chủng phòng không quân cũng như quân chủng hải quân cũng không nhắc mấy. Hy vọng rằng sẽ có một ngày quân chủng cũng như người trong cuộc lên tiếng về mẫu máy bay lạ của quân đội ta. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông nhận thông báo để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.